Khi tôi nghe được hai chữ thiền tông, tôi lên mạng tìm hiểu thiền tông là gì. Đúng lúc này chùa bị cấm hoạt động. Nếu như lẽ thường tình, khi chùa bị cấm như vậy, ý chí tìm hiểu về chùa, lòng tin vào chùa sẽ bị sụp đổ. Chùa Thiền Tông Tân Diệu là một ngôi chùa nhỏ bé, nằm ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Giờ bị cấm, không lẽ là tà đạo thật ư? Nhưng cũng may mắn cho tôi, hay có một sức hút vô hình nào đó mà tôi cũng không rõ. Tôi vẫn muốn biết về chùa, và tôi biết được tu theo pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật. Và thành Phật như thế nào, chùa Thiền Tông Tân Diệu chỉ rất rõ, mà không ở đâu trên thế giới này dạy. Đặc biệt hơn nữa, chùa cho hỏi tự do về đạo Phật, hỏi tự do về hữu hình và vô hình, không từ chối một câu hỏi nào.